Thì theo nguồn tin chính thức từ Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, trong một cái thông báo chính thức thì vào lúc 7:30 sáng ngày 25 tháng 10 năm 2017, tại Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên sẽ diễn ra phiên tòa xét xử Phan Kim Khánh, sinh năm 1993, quê quán ở Cẩm Khê, Phú Thọ, với tội danh là tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điểm A và C khoản 1 điều 88 Bộ luật hình sự. Người bào chữa cho Phan Kim Khánh lần này tại phiên sơ thẩm không ai khác là luật sư Hà Huy Sơn. Về hành vi của Phan Kim Khánh, trong một thông báo từ cơ quan công an thì từ cuối năm 2015 đến nay, Phan Kim Khánh lập và quản trị hai blog lấy tên là Báo Tham Nhũng và Tuần Việt Nam, ba trang trên mạng xã hội Facebook lấy tên là Báo Tham Nhũng và Tuần Việt Nam và Dân Chủ TV, hai kênh trên mạng xã hội YouTube lấy tên là Việt Báo TV và Việt Nam Online, liên tục đăng nhiều thông tin có nội dung bịa đặt xuyên tạc nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phần lớn được lấy từ các trang mạng phản động khác. Để hoạt động, Phan Kim Khánh đã móc nối với một số đối tượng phản động chống đối trong và ngoài nước, bàn bạc trao đổi thông tin và cùng quản trị, trong đó có Nguyễn Văn Hải, tức Hải Điếu Cày, đã bị kết án về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hiện nay Hải Điếu Cày đã xuất cảnh sang Mỹ vì lý do nhân đạo. Tuy nhiên, đó không phải là tất cả hành vi của thanh niên sinh năm 1993 quê Cẩm Khê, Phú Thọ này, mà cơ quan chức năng còn có nhiều tài liệu chứng minh Phan Kim Khánh còn móc nối tham gia quản trị một số trang mạng của tổ chức khủng bố Việt Tân và một số tổ chức phản động bên ngoài. Đến thời điểm này, sẽ còn quá sớm để khẳng định Phan Kim Khánh có phải là thành viên của tổ chức Việt Tân hay không, bởi để chứng minh nó không dễ dàng gì. Nhưng xin thưa, điều này không quá quan trọng nếu cơ quan có chức năng truy tố thêm hành vi mới của Khánh theo điều 79 Bộ luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đó là tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Việc rất nhiều bị can trong vụ án Hồ Đức Hòa và đồng bọn nhằm hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân được Tòa án Nhân dân tối cao đưa ra xét xử tại Nghệ An là một bằng chứng. Theo đó thì hoặc chỉ mới là cảm tình viên, hoặc chỉ mới bị Việt Tân tuyển lựa, thử thách để đưa ra đào tạo ở nước ngoài, nhưng vẫn bị kết tội do đây là tội danh được cấu thành từ hình thức, không nhất thiết phải gây nên hậu quả mà chỉ cần chứng minh được tính động cơ và mục đích là được. Từ nay đến phiên tòa xét xử Phan Kim Khánh còn đúng 10 ngày, thời gian đủ để các cơ quan thực thi pháp luật, trong đó có công an, viện kiểm sát, để tìm ra và đưa ra chứng cứ để truy tố thêm tội danh mới cho Khánh. Việc truy tố thêm tội danh mới sẽ là một đòn giáng mạnh vào những sự ngụy biện của Khánh và những người ủng hộ anh ta.